Ok, được chào mọi người, chào mọi người đến với trận đấu của mình với Konami đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp Pokemon Pirate Extended. Tí nữa quên mất cái gì. Thế là mình sẽ clean hết bọn trên cái cầu này mà không cần cho anh em xem, bởi vì bọn này clean rất là dễ. Theo vào một trong những cái chiêu mạnh nhất, hình như là một trong những cái chiêu hệ gầm đam mà thông dụng và thông dụng nhất, nhưng mà không phải là mạnh nhất, đó là gặp theo một lý á. Mình định chơi Chariot Y. Dạng Y thì nó là hừng, không phải gọi là hừng mà là nó thiên về sát thương phép hay là sát thương đặc biệt đấy. Thế nên là mình không nghĩ là mình sẽ chơi này đâu. Đam 60 bằng với hay hở của gặp, nhưng mà nó lại là cái độ chính xác của nó không bằng. Và một cái điều nữa chính là nó là đam đi. Ôi cho nó quen ra. Giống cái hàng mà lúc đồng đêm. Không giống lắm. 2000 tiền dạy Swift. Ồ không. Swift được cái là đánh đôi rất là mạnh. Nhưng mà cái chiều đó cũng chỉ là một chiều normal thôi. Dù con nào gần như con nào cũng học cũng được, nhưng mà kiểu như là chỉ đánh đôi nó mới ổn thôi. Hình như chiều đó còn nhớ là nó không bao giờ biết đó. Ồ tốt, học được Swift này, đâu cần bỏ tiền không nhỉ. Đây 60 đam không bao giờ miết, mà có thể xài cho bánh đôi. Quá ngon. Bỏ cái e cấp trời, cái này dù cái tỷ lệ dính của nó chỉ là 95 thôi, nhưng mà thật sự là mình hụt 2 lần liên tiếp. 2000 tiền học work up. Ok. Mình nghe nên là không biết work up được một trong những cái chiêu mà nó bút rất là ổn. Tay work up thì nó sẽ là tăng SP tấp và tấp luôn, sẽ tăng 2 chỉ số attack. Nhưng mà một trong những cái lý do khiến cho cái work up này nó hơi bị flop so với những cái skill còn lại là do là cái đó gọi là gì, nó không kiểu như là ít ai mà xài cả attack và ít bài attack ấy. Thường thì người ta sẽ là tăng 2 bậc attack hoặc là tăng 2 bậc ít bài attack, hoặc là vừa tăng attack vừa tăng speed, chứ thường mà ít người ta chơi này lắm. Nhưng mà giai đoạn đầu có chiêu debuff là ngon, thế cho nên mình cũng chơi luôn. À cái máy này máy chuyển này, để mình sẽ giúp anh em này. Đấy, cái đường tắt này dùng để đi qua giữa hai khu. Ồ ồ ọt qua đây thung lũng khoáng sản à, nghe vào hết. Chứ còn đây xin bói này. Ok, phía bắc này có gì đó để có một cái gì đó là kinh khủng. Chắc là chúng ta sẽ phải đi tới phía bắc để xem. Ồ, nhìn căng thế nhỉ. Ồ, không vào được. Hai ngàn tiền nó học Slug đợt chung hồi đọc là 65 đam. Ok luôn. Nó cũng là staff của con Zubat nên mình cũng sẽ học. Ồ, Zubat tiến quá. Ồ, cái gì? Zubat học được Grum, chưa mạnh hơn của Bay. Là Bay chứ mà phiên bản mạnh hơn. Ok luôn. Học được Boys and Fan nữa. 50. Ô, oh, chuyện này vật lý, ok vật lý học. Vật lý học. Ô, oh, còn đường đi nào nữa này. What the fuck? Ô, oh, gáp chôm, hai mấy. Hên. Ui rồi ôi, pha này mà bắt một thì coi như là xong xong luôn.
Vô em. Quá ngon. Con này là một da trơn rồi, 100 mấy con á hàng anh em. Quá ngon. Ú nắp ọt chưa này nổi tiếng này. Không cho rất phương sử dụng item. Ok luôn, dù vậy con này cũng có dài chiêu cái lọc phế rồi cũng sẽ học nắp ọt. What's up? Mấy cái cây con trái này không biết là hoạch được không nhỉ? Không chạy được. Thằng này láo quá. Không hoạch được. Cái cây này bây giờ mình có thể cho nó lớn bằng skill. Rồi bây giờ mình chưa có. Hồi quán mở đây. Trên nước không có gì mà body bag và mây cáp à. What? Anh bạn à. Thằng làm game chơi đồ à. Cái gì đấy. What the fuck. Không chỉ một con, nó là một hệ tư tưởng. Phải hả? Ui, tao mà mang chỗ này thăng cấp được này. Chỗ này thăng cấp ngon này. Ok ok. Cấp 48 đúng không? Easy hắt cấp. Ui, tiến quá luôn. Cấp 40 nó mới chịu tiến quá. Thôi nữa 36 tiến quá rồi, 60 đam. Bỏ Metal Claw đi, bởi vì nó không phải là start. Trời nó thăng cấp rất là uy tín rồi nha. Để chừng nào mà mình có con nào đó của mình cấp 50 mấy đi, mình sẽ kéo mấy con khác nó còn phục vụ của mình lên. Dạ. Yeah. Khó thăng cấp Queen cả mặt rồi. Úp, tiến hóa luôn. Được nha. Hôm nay nhà siêu tiến hóa, con nào cũng tiến hóa cả. Gabai. Gabai tiến hóa, gặp chưa? Dual chop một chiêu đánh hai hit hoài gặp. Tất nhiên là bỏ Sunstorm rồi. Nhưng mà Sunstorm này, Sunstorm thì cho Tiganita học. Tiganita chú tả xếp phiêu. Ok, và video mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em thích video này, hãy like, đăng ký kênh, share video này. Không nên thích hay nha. Chào các bạn những video clip này sau. Bye bye.